Song hành cùng lịch sử ra mắt TV series của Super Sentai, có những tập phim dường như đã trở thành thương hiệu không thể thiếu, đó là những tập team up giữa hai chiến đội Sentai đương nhiệm và tiền nhiệm. Sự kiện team up này đã có từ hai chiến đội đầu tiên, Himitsu Sentai Goranger và Chaka Dengakitai, nhưng chỉ thực sự trở nên phổ biến vào năm 1996 khi Chodiki Sentai Oranger gặp mặt Ninja Sentai Kakuranger. Trong suốt lịch sử ra mắt của mình, có vô vàn những movie team up Super Sentai vô cùng thú vị. Vậy trong số đó, đâu là những tập phim team up hay nhất? Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Qua clip ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu top 8 phần phim team up thú vị nhất của Super Sentai trong thế kỷ 21 nhé. Lưu ý, đây chỉ là danh sách được chúng mình thảo luận và chọn lựa theo gu xem phim của cả nhóm, nên sẽ mang nhiều yếu tố cá nhân và sử dụng cho mục đích tham khảo là chính. Nếu các bạn không cảm thấy phiền về điều ấy thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đứng ở vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng lần này là Tokuso Sentai Decaranger vs Abaranger, ra mắt vào năm 2005. Các Decaranger nhận được thông tin về một cuộc bạo loạn trong thành phố. Khi tới hiện trường, họ đụng độ một nhóm chiến đội 3 người. Những kẻ lạ mặt này đã đánh cắp chiếc Machine Buu để truy bắt một con quạ. Song cuối cùng đã bị tóm gọn bởi các Decaranger và giải về trụ sở. Tại căn cứ, các Decaranger khám phá ra ba kẻ lạ mặt chính là chiến đội Bộc Long Abaranger. Con quạ mà họ truy đuổi là tên Alienizer Kazaku, cư dân hành tinh Ginjifu. Sau khi đề nghị được tham gia giúp đỡ phá án, cả Abaranger và Decaranger cùng hợp tác truy đuổi Kazaku. Cùng lúc đó, Agent Aburera giới thiệu Torinoi số 0, Saunaginan, một Torinoi với khả năng hồi sinh người chết từ địa ngục. Trước mối đe dọa từ Kazaku và khả năng đáng sợ của Saunaginan, cùng những bất hòa ban đầu khi Decaranger chỉ coi Abaranger là những kẻ nghiệp dư và không tin tưởng họ, hai nhóm chiến đội sau cùng phải tìm cách gạt bỏ những mâu thuẫn, cùng hợp sức để đối chọi lại âm mưu xấu xa của thế lực phản diện. Để nhận xét, Tokuso Sentai Decaranger vs Abaranger có một cốt truyện khá thuyết phục. Kẻ phản diện có âm mưu rõ ràng và lên kế hoạch thực hiện tỉ mỉ. Song, vấn đề của bộ phim có lẽ tới từ sự tương tác chưa đủ thuyết phục của hai nhóm chiến đội. Khoảng thời gian cũng như những tình huống warm up giữa họ chưa đủ nhiều để khiến cho hai bên đồng lòng chiến đấu vì một mục tiêu chung. Một điểm dở nữa trong bộ phim vẫn tới từ điểm yếu cố hữu của series Abaranger trước đó, đó chính là diễn xuất khá gượng gạo của ba thành viên Ryoga, Ranru và Yukito. Đây có lẽ là một điểm trừ đã kéo bộ phim đi xuống. Song, và trận chiến cuối cùng, phim đẩy cao trào lên khá tốt khi hồi sinh một nhân vật vô cùng quan trọng góp phần làm thay đổi toàn bộ cục diện. Đây có lẽ là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong movie team up này. Tiệu chung lại, dù vẫn còn một vài điểm chưa thực sự tốt, nhưng với những gì Tokuso Sentai Decaranger vs Abaranger đã làm được, phim vẫn xứng đáng góp mặt trong bảng xếp hạng của nhóm. Vị trí tiếp theo nằm trong bảng xếp hạng hôm nay sẽ là Maho Sentai Magiranger vs Decaranger, phần phim ra mắt vào năm 2006. Nhân sự kiện Fantastic Happy Day, gia đình Magiranger tổ chức ăn mừng tại một nhà hàng sang trọng. Nhưng giữa buổi tiệc, một con quái vật khổng lồ đã tấn công nhà hàng ấy. Nhóm Magiranger không thể biến thân trước mặt mọi người. Ngay lúc đó, nữ cảnh sát phân khu trái đất, Deka Pink, Umeko ra mặt, biến hình và lên kế hoạch tác chiến tên quái vật đó. Nhóm Decaranger giải quyết nhanh gọn tên quái vật. Sau đó, một Alienizer có tên Babon đã ngay lập tức tiêu diệt con quái ấy, đồng thời ra mặt chiến đấu với nhóm Decaranger. Babon, với vòng tròn ma pháp trên ngực, đã giúp hắn kháng mọi đòn tấn công bằng năng lượng của nhóm Decaranger. Trước tình thế bị áp đảo, các Magiranger tới ứng cứu, sử dụng phép thuật của mình để trấn áp Babon. Khi các Magiranger đã gần như hạ gục Babon, thì Ban, Decaret đột ngột xuất hiện cùng bộ chiến giáp Battleizer. Ban tung ra đòn tấn công tưởng chừng như đã hạ gục Babon ngay tức khắc, nhưng hắn bất ngờ sống dậy, bắt cóc Urara làm con tin. Jasmine lần theo dấu vết của hắn và cũng biến mất ngay sau đó. Sau sự kiện này, đồng minh của Babon là Agent X đã liên lạc với nhóm Magiranger hòng trao đổi con tin lấy Thiên Không Hoa. Đây là một báu vật của Magitopia từ Thiên Không Đại Tinh Giả. Nhưng hòn đá này cứ 10 năm một lần cần được sưởi ấm bằng tình yêu thương. Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả sẽ là một thế giới kinh hoàng nơi con người chém giết lẫn nhau. Các Decaranger và Magiranger phải cùng nhau tìm cách bảo vệ Thiên Không Hoa, ngăn cho đại họa không xảy ra, đồng thời cứu hai con tin đang nằm trong tay đám Babon là Jasmine và Urara. Nhìn chung, Maho Sentai Magiranger vs Decaranger mang đầy đủ bố cục cốt truyện của một bộ team up Sentai. Phim vẫn tạo ra được những xích mích giữa hai nhóm chiến đội tiền nhiệm và đương nhiệm, vẫn có những khoảnh khắc warm up giúp hai nhóm chiến đội thấu hiểu lẫn nhau. Như các bộ team up khác, chúng ta được thấy sự thay đổi của mỗi thành viên Decaranger sau một năm. Màn tỉ thí giữa hai chiến binh mạnh nhất của mỗi series là Deka Master và Warzark cũng là phần đoạn rất thu hút của phần phim team up này. Phim liên tục nhấn mạnh về tình cảm gia đình giữa đồng đội và người thân với nhau. Đây cũng là đặc điểm nổi bật nhất khi nhắc đến Magiranger cũng như phần team up này. Do đó phim khá phù hợp để các em nhỏ xem chung cùng với gia đình mình. Song, khuyết điểm của phần phim này là mạch phim có phần hơi đơn giản. Thế lực phản diện còn chưa đủ mưu mô, xảo quyệt để là một đối trọng phù hợp. Thêm vào đó, phân đoạn chiến đấu cuối cùng có phần hơi dài dòng. Đó là lý do dù là một phần phim khá ổn mà Maho Sentai Magiranger vs Decaranger chỉ nằm trong vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng. Đứng ở vị trí số 6 là Gokaiger,
Gosager, Super Sentai 199 Hero Great Battle, phần phim team up năm 2011. Phim khởi đầu với trận đại chiến huyền thoại của Super Sentai với quân đoàn Janjak. Trước sự áp đảo cả về sức mạnh và quân số của đế quốc hùng mạnh này, tất cả 34 chiến đội Super Sentai phải cùng hợp sức cho trận chiến quyết định. Song, phe Janjak với quy mô hùng hậu và tàu chiến tối tân đã gây không ít khó dễ cho các chiến binh địa cầu. Trước tình hình đó, Akaret chỉ huy toàn đội giải phóng toàn bộ năng lượng Super Sentai để tiêu diệt cái ác. Đế quốc Janjak tạm thời bị ngăn chặn, trận đại chiến kết thúc, nhưng đổi lại là toàn bộ các chiến đội Super Sentai đều mất đi sức mạnh của mình. Sức mạnh ấy giải rác khắp vũ trụ dưới hình dạng các Ranger Key. Không lâu sau, toàn bộ sức mạnh đã được thu thập với băng hải tặc Gokaiger nhằm truy tìm kho báu đệ nhất vũ trụ. Phần phim này lấy mốc thời gian vào khoảng giữa tập 16 và 17 của series Kaizoku Sentai Gokaiger. Băng hải tặc đụng độ nhóm thiên sứ Gosager trong quá trình chiến đấu với đám Gomin và Sugomin. Họ đã đoạt lại quyền năng Gosager về tay mình. Nhóm Gosager muốn các Gokaiger trao trả chìa khóa Gosei Knight cho họ nhưng bị từ chối. Không thể thương lượng bằng lời nên đành phải dùng vũ lực. Giữa hai bên đã nổ ra một cuộc chiến cân sức. Sau đó, tên phản diện chính Kuro Juji của quân đoàn Kuro Juji Gun, kẻ sở hữu những đồng minh và kẻ thù của các chiến đội Super Sentai tiền nhiệm, đã tấn công Gokaiger và Gosager, chiếm đoạt toàn bộ Ranger Key, đồng thời đẩy hai nhóm chiến đội tới những chiều không gian khác nhau. Buộc phải cộng tác để sinh tồn, Gokaiger và Gosager hợp sức chống lại thế lực phản diện. Qua đó, họ tìm được những điểm tương đồng với đối phương, từ đó thêm gắn kết và hiểu nhau hơn. Trước tình thế nguy cấp, Gokaiger cùng Gosager phải đối đầu với âm mưu hủy diệt trái đất của tên Kuro Jujio, lúc này đã sở hữu và thao túng được toàn bộ sức mạnh Ranger Key của các Senshi tiền bối. Phần phim team up này đối với chúng mình khá là đáng xem bởi độ hoành tráng từ số lượng diễn viên quần chúng, số lượng Senshi góp mặt cũng như quy mô trong từng trận chiến. Phần hành động và kỹ xảo trong phim được triển khai khá tốt, tuy vẫn đem trong mình một cốt truyện có phần đơn giản, nhưng thứ khiến cho Gokaiger, Gosager, Super Sentai 199 Hero Great Battle trở nên thú vị chính là cảm xúc. Phần phim này đem đến một tinh thần Sentai vô cùng mãnh liệt khi được chứng kiến những người hùng, những chiến đấu cơ khổng lồ trong ký ức tuổi thơ sống dậy một cách đầy sống động, khiến những người đã từng có tuổi thơ gắn liền cùng Super Sentai cảm thấy vô cùng cảm động và phấn khích. Thêm vào đó, sự trở lại của câu Rokon kinh điển "Chúng ta là Super Sentai" sau nhiều năm cũng đã mang tới nhiều cảm xúc cho người xem. Tiệu chung lại, với tất cả những ưu điểm mà Gokaiger, Gosager, Super Sentai 199 Hero Great Battle đã làm được, phần phim này xứng đáng có mặt trong bảng xếp hạng. Vị trí tiếp theo, Tokume Sentai Gobusters vs Kaizoku Sentai Gokaiger The Movie. Phần phim bắt đầu với câu chuyện về 5 Ranger Keys huyền ảo rải rác khắp vũ trụ, có khả năng ban phát sức mạnh tối thượng cho người tập hợp đủ cả 5 chiếc chìa khóa. Lúc này, thế lực phản diện Vaklas cùng tàn quân của đế quốc vũ trụ Janjak đã liên thủ với nhau truy tìm những Ranger Key này để nghiền nát trái đất. Hiện tại, chúng đã tập hợp được 4 chiếc và chỉ còn thiếu một Ranger Key huyền ảo màu đỏ. Tại căn cứ của Gobuster, họ được báo cáo về một tháp Energon đã bị tấn công. Khi các Gobuster tới hiện trường để tìm hiểu, họ đụng độ Bacchus Gills và Waredonayer, hai kẻ cầm đầu của tàn quân Janjak. Tuy nhiên, kẻ thù họ phải đối mặt không chỉ có vậy. Theo sau hai tên này là nam hải tặc của băng Gokaiger. Nhóm Gokaiger tấn công các Gobuster. Giữa trận chiến, Enter xuất hiện và tìm thấy Ranger Key huyền ảo màu đỏ. 5 chiếc chìa khóa tập hợp đã tạo ra một vết nứt thời không. Nó đã hút nhóm Gokaiger cùng Yoko, Kurisaki và Beat J. Stark vào trong. Các Gobuster phát hiện ra những người bị hút vào vết nứt đó nay đang giải rác ở những mốc thời gian khác nhau trong lịch sử. Để đưa họ trở lại, phải cần sử dụng tới chương trình vaccine của Buddy Roy cho Buster Machine. Quá trình xuyên thời không này sẽ gây nên áp lực viễn tải vô cùng lớn. Tiến tới những mốc thời gian trong lịch sử, các Gobuster đụng độ Gokaiger một lần nữa. Tại đó, họ tiết lộ kế hoạch giả vờ đầu hàng Janjak để có cơ hội đoạt lại Ranger Key huyền ảo. Trong nỗ lực tìm về giải cứu cho Beat J. Stark, Guy và Yoko, các Buster Machine đã vận hành tối đa chương trình vaccine của mình trong Buddy Roy để xuyên thời không. Kết quả là Buddy Roy bị quá tải, chập mạch và ngưng hoạt động. 5 chiếc Ranger Key huyền ảo thì nay đã về tay của thế lực phản diện. Chọn một canh bạc rủi ro nhưng mất mát nhận về lại quá lớn. Gokaiger cùng Gobuster phải làm cách nào để đối phó với tình huống này? Tokume Sentai Gobuster vs Kaizoku Sentai Gokaiger The Movie thành công trong việc xây dựng một cốt truyện ly kỳ về tuyến phản diện cuốn hút. Những bí mật được cài cắm khá nhiều trong phim và dần dần được hé mở một cách thuyết phục. Việc tạo tình huống khiến hai chiến đội có cái tôi cao như Gokaiger và Gobuster liên thủ được cùng với nhau cũng là một cái hay mà phần phim này đã làm được. Điểm yếu của bộ phim có lẽ là việc hơi quá tham lam trong việc đưa tình tiết vào trong kịch bản. Lượng thông tin trong phần phim này khá nhiều khiến phim trở nên hơi phức tạp, khiến khán giả có thể cảm thấy bị ngợp và khó theo dõi nếu chỉ xem phim một lần. Song, điểm mạnh nhất mà Tokume Sentai Gobusters vs Kaizoku Sentai Gokaiger The Movie làm được có lẽ là đưa cảm xúc của người xem lên cao trào. Trước tình cảnh các Buddy Roy bị mất đi chi giác, phản ứng và cách xử lý của nhóm Gobuster trước vấn đề này thực sự khiến cho người xem cảm thấy xúc động và đau lòng. Đây có lẽ là điểm sáng nhất trong cả bộ phim,
thực sự có thể lấy đi nước mắt của khán giả xem phim. Cũng không ngoài trông đợi ở Gokaiger khi mà sự xuất hiện của họ kéo theo những gì liên quan tới các đội tiền nhiệm. Những màn Gokai trên độc đáo cùng sức mạnh tối thượng hoành tráng đã khiến bộ phim trở nên hào hứng hơn. Như vậy, chúng ta đã đi hết một nửa hành trình tìm hiểu top 8 movie team up hay nhất của Super Sentai trong thế kỷ 21. Để đảm bảo thời lượng phù hợp cho video, mình sẽ tạm dừng clip tuần này tại đây. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới 4 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng nhé. Hãy để lại comment của các bạn về sản phẩm lần này của nhóm. Đừng quên like, share video để nhiều người biết tới RTK Media hơn nhé. Nhớ subscribe cho kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những clip mới nhất để chúng mình tung ra trong tương lai. Và nhớ like cả fanpage của chúng mình nữa để cập nhật những thông tin mới nhất và thú vị nhất về Tokusatsu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của Top 8 Movie Team Up Super Sentai thế kỷ 21. Mình là Kaitoki. Xin chào. Annette đã xử lý tất cả. Mày là cuối cùng. Joker! Tôi và mày là... 戦うことでしか分かり合えない!